À, xin chào tất cả mọi người nhé à, Xin tự giới thiệu em là Tài chủ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài tại Quỳnh Lưu Nghệ An Thì hôm nay trang trại Tín Tài là đang à, có ba cặp nhung mới cắt ngày hôm nay à, Rất là đẹp luôn thì Tài cũng à, chuẩn bị để làm lên những cái bình à, rượu chất lượng à, Để cho mọi người có ai có nhu cầu mà sử dụng những cái bình rượu sẵn ấy Thì trang trại có sẵn để trang trại à, cung cấp thì hôm nay có những cái cặp nhung này thì tài muốn làm à, một những cái video à, ngắn thôi để chia sẻ à, về thêm về cái sản phẩm để mọi người hiểu rõ hơn về cái sản phẩm của trang trại Tín Tài. Thì à, à, trang trại cũng à, thường xuyên một ngày rất nhiều các cuộc gọi điện điện thoại của các anh chị cô chú bác ở à, tất cả à, mọi miền luôn. À, điện đến hỏi trang trại rất là nhiều những câu hỏi. Vì vậy nên tài cũng thường à, tổng hợp lại để thi thoảng mà có những cái cơ hội mà có những cái cặp nhung như này, tài đặt máy quay để tài quay uh, chia để tài trực tiếp chia sẻ uh, những cái câu hỏi đấy đến mọi người để ai cũng khi mà theo dõi trang trại thì cũng có một phần nào đấy để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cái sản phẩm nhung hiêu tươi này. Đây là một cái sản phẩm xứng đáng để chúng ta bỏ thời gian để chúng ta tìm hiểu, xứng đáng để chúng ta đầu tư uh, tiền để vào ở cái sản phẩm này để mua lại sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thì trang uh, trại Tín Tài lại là một trang trại uh, nuôi hươu lớn ở Quỳnh Lưu Nghệ An Thì trang trại có kinh nghiệm là hơn 10 năm về trong nghề nuôi hươu này Trang uh, trại Tín Tài cung cấp các sản phẩm nuôi hươu tươi này toàn quốc mọi người nhé Có thể gửi tươi về đến tận nơi, tận nhà mọi người Nên về chất lượng thì mọi người yên tâm tuyệt đối Đối với sản phẩm sức khỏe này thì trang uh, trại Tín Tài là uh, đặt cái uy tín và cái chất lượng lên hàng đầu nên là tất cả những cái tập nhung bao giờ cũng sẽ là những tập nhung chất lượng tốt nhất đến mọi người và trang trại cung cấp tươi nguyên như vậy vận chuyển đến mọi người là cái sản phẩm nó còn tươi nguyên lông nguyên huyết như vậy nên về là cái hàng mà thật chất lượng thật mọi người yên tâm tuyệt đối mọi người nhé à, không như những cái sản phẩm mà sơ chế trước này hay những cái sản phẩm mà thái khô làm khô thì mọi người không thể kiểm định được nhưng mà những, những cái sản phẩm mà tươi nguyên như vậy trang trại hướng đến mọi người là lấy nguyên như vậy uh, tươi nguyên ở trên đầu hiêu thế nào cắt xuống chỉ bịt vết cắt này lại thôi và sẽ giữ nguyên như vậy gửi đến mọi người về trang trại sẽ tư vấn uh, gọi điện tư vấn mọi người chi tiết cách làm mọi người sẽ tự làm ở nhà rất là dễ thôi đấy thì uh, hôm nay thì tài muốn làm một cái video về một câu hỏi mọi người nhé rất nhiều các bác chủ yếu là các bác có tuổi rồi các bác gọi đến hỏi điện đến trang trại và hỏi là uh, tôi bị cao huyết áp thì có nên sử dụng nhung hiêu không thì hôm nay tôi đi ra này tài tập trung đúng một cái vấn đề này thôi tại vì rất nhiều các chú các bác các cô là khi mà có một cái độ tuổi nào đấy thì thường sẽ bị cao huyết áp đây là một cái bệnh phổ biến mà cũng không quá nguy hiểm nhưng cũng lại rất nguy hiểm khi mà chúng ta bị trở nặng vì vậy nên những cái sản phẩm mà khi mà dùng thì mọi người cũng đặt câu hỏi rất là nhiều gọi đến trang trại hỏi rất là nhiều thì ở video này tài muốn nói ở đây mọi người nhé ờ, đối với cái sản phẩm nhung hiêu này nó là một cái sản phẩm đứng đầu trong bốn danh dược ờ, nó là một trong bốn danh dược xâm nhung quế phụ tức là uh, những cái sản phẩm bổ nhất ấy, người ta gọi là bổ như nhung hiêu uh, ăn nhung hiêu béo nứt thịt hay nọ kia nó đều là những cái từ ngữ để uh, thể hiện cái nhung hiêu này nó rất là nhiều dưỡng chất tuy nhiên là uh, nhung hiêu nó có tính ôn ấy tức là tính nóng nha mọi người nhé tính bổ dương vì vậy nên là ở bên đông y từ xưa ra người ta khuyến cáo là những người nào cao huyết áp là không nên dùng mọi người nhé cao huyết áp là không nên dùng nhung hiêu đấy là là ở bên đông y người ta khuyến cáo rất là lâu rồi và khi tư vấn thì trang trại tín tài cũng tư vấn rất rõ ràng trang trại không giấu mọi người nhé những người nào cao huyết áp là không nên dùng nhung hiêu tuy nhiên là thực tế là những có vẫn có các cô các bác là vẫn bị cao huyết áp nhưng mà uh, khi sau đấy huyết áp trở về lại bình thường tức là nó cao nó chỉ cao hơn mức bình thường một chút thôi uh, nhưng mà các cô các chú là sức khỏe là là đang bị yếu đấy, cần bồi bổ thì các cô các chú vẫn liên hệ với trang trại vẫn lấy nhung về thì, uh, nhưng mà dùng ấy mọi người khi mà dùng thì trang trại vẫn khuyên là mọi người là uh, những khi mà bị bị cao huyết áp mà chúng ta vẫn muốn dùng nhung hiêu ấy thì chúng ta dùng ít đi mọi người nhé ví dụ người bình thường là một tuần là dùng 3 đến bốn lần thì người cao huyết áp thì chúng ta dùng ít đi là một tuần chúng ta chỉ dùng một lần thôi chỉ dùng một lần thôi để cho sức khỏe chúng ta tốt đấy là cái trường hợp mà mọi người vẫn muốn dùng để hỗ trợ tốt cho cái sức khỏe của mình chứ còn nếu mà cao huyết áp mà cái gì cũng kiêng sâm cũng kiêng nhung cũng kiêng thì chúng ta lại không có các sản phẩm gì để chúng ta bồi bổ thì cái sức khỏe của chúng ta yếu đi cũng rất là rất là nguy hiểm vì vậy nên là cũng rất nhiều các cô các chú là uh, bị cao huyết áp nhưng vẫn dùng nhung hiêu của trang trại rồi uh, thì sức khỏe vẫn tốt lên uh, vừa dùng với liều lượng ít đi so với người bình thường thì cũng không ảnh hưởng nhưng mà tài vẫn nhắc lại là B, uh, đúng là cao huyết áp là không nên dùng nhung hiêu mọi người nhé nên nếu mà muốn dùng ấy, thì phải dùng ít hoặc là hỏi kỹ ý kiến của bác sĩ thì mọi người hãy quyết định dùng ấy thì đây là À, khi mà cao huyết áp thì mọi người dùng hay không thì đấy là cái quyết định của mọi người thôi còn trang trại tư vấn thì trang trại vẫn phải tư vấn thật là là những cái người nào cao huyết áp là không nên dùng nhung hiêu tại vì nhung hiêu nó có tính dương bổ dương tính âm tức là tính ôn tính nóng nên là khi mà những người đang cao dùng cao huyết áp mà dùng nhiều ấy thì nó sẽ làm tăng cái huyết áp lên nó không tốt mọi người nhé Đây thì đây là video hôm nay tài làm ngắn gọn như vậy thôi xoay quanh đúng về một vấn đề là những người nào cao huyết áp có nên dùng nhung hiu hay không? Đây là một câu hỏi của trang trại cũng nhận được rất là nhiều uh, từ những cuộc điện thoại hàng ngày. Uh, tài làm video đến đây thôi. Uh, để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến các sản phẩm của trang trại hơn và đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại tín tài cập nhật. Uh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin Cảm ơn.